Hello anh em, hôm nay Lilith đã cho chúng ta có thể xem được cái bản đồ của thành phố Moscow, đúng không? Tất cả anh em trên toàn thế giới đều có thể xem được cái vùng chiến tranh, cái bản đồ này. Thì đây là hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để giới thiệu và mô tả với anh em một số các cái điểm cứ điểm quan trọng và cái phần bản đồ của thành phố Moscow. Để dành cho những anh em mà chúng ta mới chơi hoặc chúng ta chưa tìm hiểu kỹ về game thì anh em có thể hiểu thêm một thông tin về một cái sự kiện mới của Lilith. Nào, thế thì cái Moscow này chúng ta hay gọi đây là một thành phố cấp 4, và cái việc tổ chức thành phố cấp 4 này nó không giống như các cái thành phố cấp 1, 2, 3 là tất cả liên minh có trong cùng một máy chủ có thể chiếm chiếm đóng và sở hữu nó, mà thay vào đó là chúng ta sẽ được tổ chức dưới dạng event, tức là chúng ta sẽ là event và chúng ta tham gia event. Đấy, sau hết thời gian event thì tất cả người chơi sẽ bị đá ra khỏi cái thành phố cấp 4 này. Đó. Cho nên là trong thời gian event này, cái này hình anh em có thể hiểu nó giống như KVK ở trong Rise of Kingdom, cũng là một cái tựa game của Lilith ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Còn bây giờ quay trở lại cái bản đồ Moscow thì chúng ta sẽ có là 8 liên minh sẽ cùng chiến đấu để chống lại, cũng sẽ cùng chiến đấu với nhau để khẳng định xem là liên minh nào có quyền chiếm giữ điện Kremlin ở nằm ở trung tâm của bản đồ. 8 liên minh sẽ được phân chia vào 8 góc của bản đồ dựa trên vào các vị trí của đặt quân doanh ở các góc này. Đó, 8 góc. Đấy, 8 liên minh đặt 8 góc, ví dụ như đây. Thì ban đầu chúng ta sẽ xây dựng bộ tổng tư lệnh, sau đó chúng ta sẽ chiếm cái quân doanh. Thì quân doanh này là cái gì? Quân doanh này nó ghi là nguồn vật tư tối thượng chỉ có thể tìm được ở chợ đen, tức là có khả năng là kích hoạt là một số hàng mua sắm ở chợ đen để cho anh em. Ngoài ra thì mỗi cái công trình chiến lược chúng ta chiếm được thì nó sẽ tăng thêm điểm danh tiếng cho liên minh. Ví dụ như là quân doanh này tăng 5 điểm mỗi phút, vậy là nếu như chúng ta chiếm càng nhiều thì cái điểm danh tiếng của chúng ta càng lớn, và điểm danh tiếng càng lớn thì chúng ta càng có khả năng là active được thêm nhiều các cái mục sự kiện, làm được thêm nhiều phần thưởng hơn. Đó. Đấy. Ngoài ra thì trên cái bản đồ Moscow này chúng ta sẽ có thể thấy là sẽ có xuất hiện rất nhiều các cái mỏ 8, mỏ 7 và mỏ 8 rất nhiều, như anh em farm thoải mái luôn. Và một điểm nữa là về phần mỏ ở đây thì trên Moscow này thì theo như nhà phát hành họ đưa ra cho chúng ta thì còn có cả mỏ vàng, tức là anh em có thể farm cả vàng ở trong này. Rồi điểm khác biệt thứ hai đối với các cái máy các cái thành phố cấp 1, 2, 3 là ở trên thành phố cấp 4 này chúng ta sẽ có thêm một cái phần thu nhập lãnh thổ. Ngoài cái việc là thu nhập điểm liên minh 3.600 trên một giờ, chúng ta còn có một cái điểm nữa thì mình không biết là đây là điểm danh tiếng hay là điểm gì, tức là 3.600 trên một giờ, và có lẽ là cái điểm này là dùng để xây dựng làng mạc ở trong thành phố cấp 4 này. Đó, cũng là một cái phần tài nguyên để chúng ta xây dựng chiếm cứ các lãnh thổ. Rồi, đấy là cái thứ nhất, thì chúng ta sẽ có 8 vị trí quân doanh ở 8 góc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đến 8 công trình thị trấn. Đó, 8 thị trấn này chúng ta sẽ chia đều cho 8 liên minh. Đó. Thì mình không rõ là cái việc mà khi vào thành phố cấp 4 này thì các liên minh có được reset hết lại số làng không, tức là chúng ta sẽ reset về không và chúng ta xây dựng từ đầu. Đấy, thì như thế chúng ta sẽ có đủ cái số làng để chúng ta có thể chiếm được nhiều hơn cái phần các cái công trình này. Ví dụ công trình thị trấn này nó sẽ cho chúng ta 5 triệu ngân quỹ mỗi ngày. 5 triệu này đủ cho anh em trang trải cái cuộc sinh hoạt ở trong cái thành phố Moscow, đúng không? Tuy nhiên 5 triệu nó sẽ không đủ nếu chúng ta đánh đấm thường xuyên. Đấy, điểm danh tiếng liên minh. Danh tiếng liên minh chúng ta sẽ thêm 8 điểm mỗi phút, cái này cũng cực kỳ quý giá, đó, cứ thêm điểm là chúng ta hay rồi. Rồi thế thì ở trên bản đồ chúng ta sẽ có 8 thị trấn này. 8 thị trấn này nếu như chúng ta đàm phán tốt thì mỗi liên minh sẽ chiếm giữ một thị trấn. Mỗi liên minh sẽ chiếm giữ một thị trấn khác nhau. Đó, 8 thị trấn ở 8 góc. Đấy, thì cái này mình không biết là có cộng dồn không nhá, để mình hỏi lại nhà phát hành xem là nó có cộng dồn không. Thứ hai là vào phần tiếp theo, để vào được các vùng đất bên trong chúng ta phải vượt qua cái pháo đài. Thứ nhất là nó sẽ cộng cho chúng ta cái kháng sát thương 8%. Đấy, kháng sát thương 8% và điểm danh tiếng liên minh thêm 2 điểm. Đấy, kháng sát thương 8% này cực kỳ quý giá đối với cái việc chúng ta chiến đấu, đúng không? Đấy, thì để bắt buộc là để vào được cái phần bên trong. Ô, cái pháo đài này thì sao lại lạ thế nhỉ? Tức là không cần chiếm pháo đài này chúng ta vẫn có thể có cái làng đây, chúng ta vẫn có thể vào được vùng bên trong. Đấy, mình thử xem cái pháo đài ở trên ở bên này không? Pháo đài, cái pháo đài này thì lại không. À, bản đồ này rất lạ nhá, thế là nó không cân đối. Anh em lưu ý là bản đồ nó không cân đối và nó sẽ có một vài cái điểm lợi thế và điểm bất lợi cho những liên minh rơi vào các cái vùng đất nhất định, đúng không? Đấy, thì nó sẽ rất là khó khăn cho một số liên minh, nhưng mà cũng là rất là thuận lợi cho một số liên minh ban đầu. Cái này thì có lẽ là phải tìm hiểu kỹ hơn và xây dựng kỹ hơn ở trong vùng đất Moscow này, chúng ta sẽ có nhận định kỹ hơn. Vào đến vùng đất bên trong thì chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ có 4 cái nhà máy vũ khí. 4 nhà máy vũ khí mà thôi, tức là 8 liên minh chúng ta sẽ phải chia nhau đánh nhau để tranh giành 4 cái nhà máy vũ khí này. Đấy, 4 cái nhà máy vũ khí thì mỗi nhà máy sẽ cho chúng ta một đơn vị 5 sao trong 2 ngày. Đấy, rất là hấp dẫn, tức là cứ 2 ngày thì anh em lại có một chiếc xe 5 sao ra đời, đúng không? Cực kỳ hấp dẫn. Đấy, vậy là nếu như anh em
chơi ở trong này, chiếm được cái này, chơi trong này thì chúng ta mà liên minh chúng ta chiếm được cái nhà máy vũ khí này thì có lẽ là một cái điểm cộng rất lớn cho các thành viên liên minh, đúng không? Một sự phát triển cực kỳ lớn đối với những anh em mà ở những liên minh mạnh mẽ đó. Và cái nhà máy vũ khí này nó cộng cho chúng ta 8 à 10 điểm danh tiếng liên minh, cực kỳ nhiều đó. Đấy, và cái này cực kỳ hiếm bởi vì nó chỉ có bốn cái cứ điểm này thôi. 8 liên minh sẽ phải tranh nhau bốn cái này, đánh nhau, tranh nhau, đánh nhau. Đấy. Phần bên trong tiếp theo là một pháo đài tăng độ bền cho các đơn vị xe của chúng ta lên 12%. Đó, một cái pháo đài mà cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có thể chiến đấu bền bỉ hơn, giúp những chiếc xe của chúng ta khỏe hơn, mạnh mẽ hơn trên chiến trường. Đó. Thì để được vào vùng đất của Điện Kremlin thì bắt buộc là không cần, không cần phải chiếm cái nhà lô cốt này cũng vẫn có thể vào được vùng đất bên trong luôn nha anh em nhá. Đấy, giờ đấy đúng không? Anh em vẫn có thể vượt qua, vẫn có thể đi vào. Vậy là mình cũng chưa hiểu ý đồ của Lilith khi thiết kế một cái bản đồ này lắm. Ô nhưng góc này chỉ có một. Đấy, góc này chỉ có một. Ê, buồn cười. Góc này có hai. Hai làng có thể vào được, có góc. Góc này cũng có hai. Có góc chỉ có một. Đấy. Góc này thì không có. Góc này thì không có. Đó. Góc này không có bắt buộc phải vào đây. Không. Đó. Thế là đấy, đây chứng tỏ là cái một số cái điểm bất lợi đối với những liên minh mà chúng ta chiến đấu từ đầu. Đấy, và những cái điểm lợi thế, nếu như đối với lợi thế ở đây là gì? À ví dụ như là cái DVLW này chẳng hạn, liên minh DVLW này có thể xây thẳng một mạch chạy thẳng vào Điện Kremlin mà không gặp phải trở ngại gì nếu như liên minh đó khỏe, đúng không? Tại sao lại bởi vì như vậy? Là đến cái đoạn đường giao nhau này đấy thì anh ta ở rất gần nhà lô cốt, ăn xong lô cốt anh ta lại đi ăn xong cái nhà máy vũ khí anh ta lại ăn tiếp nhà máy lô cốt và vào bên trong rất dễ dàng, và đây chỉ có một con đường duy nhất thôi đó, không có đối thủ cạnh tranh, đúng không? Không có đối thủ cạnh tranh nếu như anh ta ăn xong cái phần nhà máy vũ khí này. Đó, đàm phán tốt thì ai một mình anh ta có thể nghiễm nhiên tiến vào chiến trường, tiến thẳng vào Điện Kremlin. Đó. Đó. Thế thì Điện Kremlin này nó sẽ cho chúng ta cái gì? Một công trình rất là danh giá, được mở sau 26 ngày nữa. Đó. Thì công trình này chỉ cho chúng ta 20 điểm danh tiếng liên minh ở mỗi phút. Đó. Thì mình không biết là sau lại ở trong này nó có những cái event gì, nhưng mà mình suy đoán rằng là cái điểm danh tiếng liên minh này nó sẽ củng cố và nó sẽ đóng góp cho cái phần sự kiện của mỗi liên minh. Đó. Nếu như liên minh nào mà chiếm được nhiều cứ điểm, làm được nhiều nhiệm vụ, đó, phần thưởng được nhiều thì nó khẳng định cái sức mạnh của liên minh đó. Ngoài ra thì với liên minh chiếm được Điện Kremlin thì chúng ta sẽ có cái phần thưởng danh tiếng là cái huy chương danh dự ở trong bảng profile của những thành viên tham gia. Cái này cực kỳ chất và nó thể hiện cái niềm vinh dự, niềm danh dự của những cái chiến sĩ, những chiến binh tham gia cái trò chơi WebHack này, đúng không? Rất đẹp. Đấy, huy chương này rất đẹp, nếu như anh em có 5 huy chương treo ở đây thì quả thực là tuyệt vời. Đấy, quả thực là tuyệt vời, đúng không? Rồi, và đây là mà một cái video clip giới thiệu qua cho anh em về tổng quan về bản đồ cũng như các cứ điểm mà trên bản đồ của thành phố cấp 4 Moscow. Mình sẽ hẹn gặp lại anh em trong một số cái video tiếp theo liên quan đến cái Moscow này, về các cái tường thuật trực tiếp, về các trận đánh ở trong này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ có thể sẽ chia sẻ với anh em một số cái phần chiến thuật chúng ta nên áp dụng ở trong cái thành phố Moscow này làm sao để cho nó hiệu quả đó. Và cuối cùng là nếu như anh em nghe video anh em thấy hay thì anh em có thể like, subscribe và chia sẻ video này đến bạn bè để thu hút thêm nhiều người chơi của Việt Nam vào chơi cái game này hơn, để củng cố đến cái lượng người chơi ở trên các máy chủ ở trong game, đúng không? Mang cái màu cờ sắc áo của chúng ta ra cái môi trường quốc tế. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video lần sau. Goodbye.